Tựa game 7 viên ngọc rồng tuổi thơ đã quay trở lại, tặng 1 triệu ngọc xanh và hàng tỷ vàng khi tạo nick mới, thao mua sắm vật phẩm và trang bị cho hành trình mới. Game có các hoạt động sandbox, bang hội, ngọc rồng đen và rất nhiều chức năng mới lạ, cộng đồng lạnh mạnh, đầy đủ dân cày và người chơi mới. Truy cập ngay trang chủ Naro Blue để tải game của mình nhá. Anh em nào có nhu cầu mua nick Naro Blue hãy lên ngay gkt.vn, shop bán nick bán vàng giá siêu đãi, nạp thẻ không bị chiết khấu. Anh em nào cần mua gì thì cứ lên ngay gkt.vn ủng hộ mình nhá. Hello anh em, chào mừng các trở lại với video của mình nha. Thì mình có là BC Gaming đây và hôm nay thì mình làm một cái clip đi gọi là gì nhỉ? Mở 100 cái hộp quà rồng băng này nha anh em, để xem là tầm trong cái 100 hộp quà rồng băng này hôm nọ mình mất bao nhiêu nhỉ? Cái thỏi vàng này hôm đấy mình mất để mình xem lại nào. Đi. Chúng ta sẽ cùng đi sang bên đảo Kame để xem lại hôm đấy là mình mất bao nhiêu vào cái thỏi vàng rồng băng này nha anh em nhé. Anh em hộp quà rồng băng chứ, đây mình sẽ mua là cửa hàng hỗ trợ cửa hàng này, hộp quà rồng băng hôm đấy mình mua là 105 hộp thì sẽ là 100 thỏi vàng. Hôm đấy mình mất 100 thỏi vàng nha anh em, mà 105 hộp nhưng mà mình mở mất 5 hộp rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mở nốt số còn lại nha. Mình mở được 1 viên 1 sao này, 5 hộp đấy mình mở được 1 viên 1 sao này, 2 viên 2, 3 viên 2 sao và 3 viên 3 sao nha anh em nhé. Đó, bây giờ hành trang cũng khá là nhiều rồi, mở luôn thôi nhỉ. Triển khai thôi, từ từ ạ, để mình chụp một tấm ảnh lại, sau đó thì mình sẽ làm thumbnail nha anh em nhé. Đợi một chút. Rồi. Ok. Chụp rồi. Mở rồi. Một viên 2 sao này, một viên 1 x2 ngọc rồng 1 sao. Ui, cái này mở ra toàn ra 1 sao thôi, toàn ngọc rồng thôi anh em ơi. Phê quá anh. Phê không anh em? Này toàn ra ngọc rồng như thế này thì thôi. À, ngọc rồng băng chứ, nó là ngọc rồng băng chứ. Ngọc rồng băng anh em ạ, mình cứ tưởng là ra ngọc rồng kia chứ. Đấy, cái ngọc rồng băng nó đang lên ấy, mình mới nhận ra là ngọc rồng băng chứ không phải ngọc rồng kia. Ok, hết. Và không được một cái gì khác ngoài ngọc rồng băng và cái kia cả anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ về thêm nha, làm thêm thẻ luôn đấy, mở 100 hộp cũng không đã gì luôn đấy. Nhanh quá cả trưởng à. Được có hơn 1 phút hết 100 hộp. Đây mình sẽ tặng cái này trang trí nó cao cấp này. Yêu cầu đủ 8 cái gì anh, trang trí thường thôi mà. Yêu cầu đủ 5 bông, quả bông tuyết cái gì á. Yêu cầu đủ quả chuông và Mary à. Ô đủ ta. Quả châu này. Làm kia mua anh em nhé, thiếu anh em ạ, bực thật. Đây, hỗ trợ cửa hàng mình sẽ mua thêm một cái Mary Sheet Mask này. 105 Mary Sheet là vòng 40 thằng lạc rồi. Mary Sheet Mask 10 cái này. Ok, 30 cái rồi. 30 cái là mất 30 là mất bao nhiêu thỏi vàng rồi. Lâu lắm ấy không chơi game ấy. Nên là kiểu giác bảo chơi game nó cứ bị lẫn. Cải trang này, cải trang này. Cải trang này. Cải trang này. Mang đồng băng một túi. Ok, đã hết này. Cải trang có cái nào vĩnh viễn không? Vĩnh viễn không? Vĩnh viễn 3 ngày, 2 ngày. Ui giời ơi, toàn 32 ngày không anh em ạ. Cái mở rộng dương đồ này. Hộp quà 10 cái hộp quà giáng sinh, 1x1 bông tuyết này, kẹo này, capsule này, cái trang này. Capsule hồng được cái gì? Ui giời ơi. Cái trang này toàn cả trang ngày thôi anh em ơi. Toàn có ngày thôi. À, hình như là mở cái hộp quà kia thì mình mới được cái đúng rồi. Mở cái hộp quà này thì mới được cái ngọc rồng anh em ạ. X1 quả thông, chả để làm cái gì luôn. À. Mình mở cái này, mở cái hộp quà kia thì mới được đây bây giờ là có bao nhiêu bộ này. Gọi cái này ở đâu? Ô, thế gọi cái rồng này ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Gọi rồng băng này. Hình như là không được gọi ở làng thôi đúng không? Còn tất cả chỗ nào cũng đều gọi được đúng không?
Điều ước 01 sẽ là được 100 ngọc hồng. Và điều ước 2 ngọc băng tăng 10% sức đánh đi. Điều ước 3 thuốc tiên tăng x2 sức mạnh trong 30 phút. Ok, đầu tiên thì mình sẽ lấy 100 ngọc hồng trước nha. Ngọc hồng này được mình được 500 rồi nhưng mình chả để làm gì. Tại vì ngọc hồng này mình mua thì chủ yếu là mua bằng ngọc xanh, ngọc xanh cũng được miễn phí hết rồi đúng không? Lấy cước lấy 1.000 ngọc hồng trước đã anh em ạ. Lấy 1.000 ngọc hồng trước nha. Còn đệ tử hiện tại thì mình cũng chưa có ý định úp lại đệ tử ấy, cho nên là mình cũng không cần thiết lắm là mình phải lấy cái tiền sức mạnh ấy. Rồi sẽ đến một ngày mình sẽ cần úp đệ tử thôi, cho nên là mình sẽ cứ để đấy nhá. Hoặc là có thể là mình sẽ đổi đệ tử để mình có thể là đổi đệ tử luôn để mà úp lại và là quay clip cho anh em xem đúng không? Đó. Ok, bấm nhầm điều ước thứ hai rồi. Phí mất bộ rồi anh em ạ. Không biết là bộ này thì mình mua, anh em bán thì một bộ ngọc rồng băng này thì bán bao tiền nhỉ anh em nhỉ? Bây giờ mình còn chưa đi làm nhiệm vụ cơ, mình sẽ đi làm qua một chút nhiệm vụ nha. Ôi lại được nhận đánh quái mà cũng nhận ra được ngọc rồng này á, ảo ấy. Ô thì bên này cũng nhận được bạn này. Sao rồi? Bây giờ mình sẽ đi làm một chút nhiệm vụ này nhá, đánh ba quỷ đất mẹ này. Đúng không? Đây là lợn lời mẹ rồi. Quỷ đất mẹ thì sẽ là ở bên xây ra. Đến xây ra anh em. Lượm. Đây. Ok. Bây giờ là đến khủng long mẹ ở trái đất đúng không? Đi làm nhiệm vụ chút anh em. Đâu là một cái gì vậy? Lag luôn anh em ơi. Đợi tí nhá. Thề lúc này game lại bị lag vãi trưởng à, mình vừa bấm thoát ra 3-4 lần mới được đấy. Lag thật sự. Ok. Chưa nói. Xong. Bây giờ là mình sẽ đi về báo cáo với ông Mori đúng không? 100 tỷ sức mạnh bây giờ mình đi làm nhiệm vụ anh em ạ. Ok và bây giờ chắc là mình sẽ tạm dừng clip đây thôi. Mình sẽ mở qua một chút thôi. Với cả là mình sẽ để cái hành trình gọi là 100 tỷ sức mạnh này làm full nhiệm vụ thì mình sẽ làm một cái hành trình luôn nha anh em nhé. Để cho anh em theo dõi nha. Và hiện tại thì 16 cái sức mạnh chắc là làm quá một chút đi hả? Chắc là 16 cái sức mạnh hoặc đạt được 40.000 sức mạnh này đúng không? Đó là 16 cái sức mạnh sau đấy là phi long các thứ này. Thì mình sẽ làm một cái hành trình nha anh em nhé. Mình sẽ làm một hành trình để quay và quay video cho anh em xem. Và nếu anh em thích clip của mình ấy, thì nhớ để lại cho mình một like, như đăng ký kênh, một cái chuông ấy, để nhận những cái video mới nhất của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và nói chung là bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip thôi. Đó, có gì anh em nhớ là đón xem những cái hành trình mới của mình nha. Và đừng quên là bấm nút like của mình nhé anh em ơi. Cảm ơn rất là nhiều ba anh em nha.